giác ngộ niết bàn. À, À, như vậy là 7 rồi phải không? À, còn còn 3 pháp nữa, hẹn quý vị vào ngày mai nha, bởi vì sư Pháp Thanh đã đến với lớp học rồi. Dạ, mô Phật. Kính lễ sư Pháp Thanh. Bây giờ mời một vị lên thỉnh pháp sư nha, không biết ai xung phong đây, mời cô Hà được không ạ? Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Này, Nam mô Sông Khai. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sa Ma Sa Bu Ta Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sa Ma Sa Bu Ta Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sa Ma Sa Bu Ta Sa Tham Ma Đa Sa Na Ya Cha Na Na Ga Tha Brahma-cha-lo-ka-thi-pa-thi-sa-ham-pa-thi Ka-tan-cha-li-an-thi-va-rang-a-ya-cha-tha San-ti-tha-sa-ta-pa-ra-cha-cha-ka-thi-ka-de-se-tu-tham-ma-anu-kam-bi-ang-ba-chang Sa-tham-ma-ve-vin-ni-na-yan-cha-ka-yang-su tăng cha bằng tham a phi tham ma chậm măng a cô ta yên tổ cha tu sa cha đằng đằng bắp bồ tha này về parisa ya mắt chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản nhật phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời ngắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có 5 thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu vi niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 40 năm hạ pháp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí chư vẹn toàn. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh đăng đàn giảng giải cho chúng con bài học ngày hôm nay và kính chúc đạo tràng được một buổi pháp được nhiều lợi lạc. Dạ, con xin trao mít lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Và tiếp tục hôm nay chúng ta học trong cái phần Bát Chánh Đạo, cái phần thứ hai gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì đây là thuộc về phần giới. Còn chánh kiến, chánh tư duy thì nó thuộc về phần tuệ. Và ba cái này nó có sự liên hệ với nhau, cho nên chúng ta học ba cái chi này nó cùng một bài. Thì bây giờ cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó thuộc về ba cái sở hữu giới Phật. Thì nó có 2 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu đó là chúng ta giữ giới, giữ giới trong cái giới ngăn ngăn trừ ngăn ngừa. Ví dụ như trường hợp mà mỗi ngày khi mà chúng ta bắt đầu vào buổi sinh hoạt đó, thì thọ trì cái ngũ giới. Thì khi mà mỗi lần chúng ta thọ trì ngũ giới đó là để nhắc nhở mình, để nhắc nhở mình tránh xa
Đó, cho nên ba cái sở hữu là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. À, trong cái các cái tầm mà hiệp thế đó, thì ba sở hữu này đó có lúc là nó đi đi riêng. À, tùy theo mỗi mỗi trường hợp mà nó có hiện diện một hoặc hai. Nhưng đối với các tâm siêu thế thì luôn luôn là ba sở hữu này nó đi chung. Tất cả từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì trong tâm của các vị thánh nhân luôn luôn là có ba cái sở hữu này. Cho nên đó là trong cái này chúng ta phải hiểu là ba cái phần giới này đó là đối với các bậc thánh nhân là tròn đủ. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết như vậy. Rồi thì khi mà chúng ta bắt đầu thọ trì gìn giữ cái giới từ cái căn bản là ngũ giới, là bát quan trai giới, rồi cho đến những cái giới cao hơn, thì tùy theo mức độ và tùy theo cái điều kiện của mỗi người, những cận sự nam, cận sự nữ, hàng tại gia cư sĩ thì giữ ngũ giới, bát quan trai giới. Rồi nếu mà những cái vị sa di hay là hoặc là tu nữ thì giữ 10 giới. Rồi 10 giới, rồi những cái vị tỳ khưu thì giữ 227 giới. Thì giới thì nó có giới của hàng tại gia và giới của bậc xuất gia. Bậc xuất gia cũng tùy theo mức độ từ thấp tới cao. Cho nên là khi mà chúng ta giữ giới vậy đó là mới là cái giới, mới có giới ngăn ngừa thôi. Rồi khi mà chúng ta tu tập, chúng ta muốn phát triển về phần giới thì sao? Phải có ngoài ba cái chi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó phải có hai cái chi mà để giúp cho quý vị phát triển cái giới của mình cho nó được tốt đẹp, đó là tàm quý, tức là ghê sợ những điều tội lỗi và tránh xa những cái điều tội lỗi. Thì hai cái chi pháp này đó nó sẽ hỗ trợ để trong cái đời sống mà chúng ta mới cố gắng mà tránh xa tất cả những cái ác bất thiện nghiệp, chúng ta mới phát triển mạnh mẽ cái thiện nghiệp. Thì khi mà chúng ta có cái tác ý, chúng ta có sự tìm hiểu học hỏi, chúng ta biết phân biệt được thiện bất thiện, rồi khi mà chúng ta có cái tác ý hướng về cái điều thiện, hướng về điều thiện thì cái đầu tiên hết á là sao? Chúng ta phải có sự thọ gìn giữ các cái học giới của mình. Đó, mà nếu mà cái người phàm nhân chúng ta phải thường xuyên nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại cái vấn đề mà mình giữ giới, để gì? Để lúc đó là nhắc nhở, ngăn ngừa. Giống như là chúng ta phải làm cái hàng rào, hay là quý vị thấy mà ở các cái con đường đó nó có các cái dấu hiệu, các cái tín hiệu để mà chúng ta nhận biết được những cái mối nguy hiểm mà của cái đoạn đường, để mà chúng ta chuẩn bị
À, thí dụ những cái dấu hiệu cho biết là những cái đường đó nguy hiểm, à, bên cạnh những cái hố sâu vực thẳm nè, à, rồi hoặc là còn những cái cung đường mà ngoằn ngoèo, à, đường trơn trượt ngoằn ngoèo quanh co nguy hiểm, à, thì người ta có những cái dấu hiệu để mà chúng ta chuẩn bị. Thì cũng vậy, à, khi mà còn phàm nhân, à, thì chúng ta phải phải nhắc nhở mình thường xuyên, rồi sao mình phải có cái tâm ghê sợ, à, ghê sợ đối với những cái phạm vào những cái giới mà Đức Phật đã chế định, à, rồi tránh xa, à, giống như những cái bất thiện nó giống như là những cái vật mà xú uế, à, đáng kinh tởm, đáng ghê sợ, à, thì chúng ta phải phải có tàm quý để mà nó hỗ trợ trong cái phần để chúng ta họ gìn giữ cái giới. À, thì khi mà cái giới này đó thì nó cũng một trong năm cái mùi hương, à, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. À, thì khi mà cái người có sự gìn giữ cái giới nó được tốt đẹp đó thì sao, à, được mọi người quý trọng, à, cái vị này đi đến bất cứ một cái hội chúng nào cũng có cái tâm vững vàng, không có rụt rè sợ hãi, à, rồi cái người mà có giới đó thì sao, à, được mọi người ái kính, à, đến cả chư thiên người ta cũng quý trọng hộ trì, à, cho những cái người mà có giới tốt đẹp. À, cho nên là trong Pháp Quốc Kinh thì quý vị học Đức Phật có nói với ngài Ananda đó, giới là có thể bay xuôi gió mà có thể bay ngược gió và có thể bay đến cả các cõi trời. À, cho nên á, cái giới nó rất là quan trọng. Rồi trong khi chúng ta mà gìn giữ, nỗ lực gìn giữ, à, cái giới, à, phát triển cho cái gọi là đến lúc mà gọi là giới tăng thượng, à, giới tăng thượng tức là cái sự cao thượng cao cả của cái dữ giới, là trong bất cứ giây phút nào, trong bất cứ quay nghi nào, à, trong khi đi, à, trong khi đứng, trong khi ngồi, trong khi một vị hành giả đi kinh hành, à, hay là hoặc là vị hành giả đang trong những cái hoài nghi trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc là cái vị hành giả, à, lúc tọa thiền, à, cái vị này á, có sự nỗ lực gìn giữ không cho bất cứ những cái tác ý bất thiện nào nó sanh khởi, à, hoặc là những cái tác ý bất thiện vừa nhen nhóm lên là vị này hiểu biết, ghi nhận và kịp thời, à, diệt trừ, à, rồi cho đến lúc mà cái tâm vị này hoàn toàn, à, trong tất cả những hoài nghi, à, tất cả đều giữ gìn một cách cẩn trọng tốt đẹp, à, thì như vậy đó, những cái tác ý bất thiện, à, luôn luôn, à, bị dập tắt, à, rồi cái vị này có sự ghi nhận chánh niệm trí tuệ đầy đủ thì sao, thì cái gọi là cái giới tăng thượng, à, không có một cái kẽ hở nào cho những cái tà nghi duy, những cái suy nghĩ bất thiện, à, những cái suy nghĩ về ác bất thiện pháp nó có thể có điều kiện để mình sanh khởi, à, cho nên là lúc đó gọi là tăng thượng giới, tức là cái giới nó được phát triển một cách cao thượng tốt đẹp. À, thì chính nhờ
cái tầng, cái giới tầng thượng này đó, thì sao nó mới phát triển cái tâm hay là cái định tầng thượng. À, rồi định tăng thượng thì mới phát triển cái tuệ. À, cho nên đó là chúng ta phải hiểu biết như vậy, tức là chúng ta phải tu tập về cái phần giới trước. À, giống như bây giờ chúng ta có cái ý định là muốn muốn xây dựng một ngôi nhà ở chỗ nào đó, hiểu không? À, chúng ta phải phải lựa chọn cái khu đất nó an ổn tốt đẹp ha. Chúng ta phải dọn sạch các cái cỏ dại rác rến, rồi rồi sao chúng ta phải phải làm cái nền móng. À, cái nền móng này đó, cái nền móng có kiên cố rồi đó, vững vàng rồi đó, vậy sao chúng ta mới mới xây dựng những cái cực kỳ cây cột. À, thì cái giới là giống như những cái nền tảng, những cái móng, những cái đà kiền, những cái cục tán á. Thí dụ như bây giờ mà những cái người mà người ta xây xây nhà gỗ, quý vị thấy là hồi xưa hay là hoặc ở vùng thôn quê, người ta ta dựng những cái cột bằng gỗ thì sao cũng có những cái cột tán, những cái miếng tán để nó kê cái chân cột. Thì cái những cái phần móng rồi đà kiền hay là những cái cục tán này đó là giống như giới. Khi mà cái nền tảng nó có vững rồi đó thì cái gốc của cột là gì, là niệm. Chính vì có giới rồi đó nó mới nâng đỡ cái gốc cột là cái niệm. Mà cái niệm có vững vàng á thì cái cột nó mới vững vàng là định đó. Rồi các cái chi phần khác chính nhờ có giới định thì sao nó mới có những cái chi phần khác nó liên kết lại cái ngôi nhà, giống như là kẹo rồi đòn tay đó. Thì chính khi mà có sự liên kết vậy thì cái cao nhất là gì, hồi xưa là cái đòn dông. Cái đòn dông là cái đỉnh cao nhất của ngôi nhà, giống như tuệ. Nhờ những cái phần móng này, rồi cột này, kèo này, nó liên kết với nhau vững vàng thì cái ngôi nhà mà nó vững vàng, mà tất cả nó xung quanh nó vững vàng thì cái đòn dông nó mới mới vững vàng. Đó, cho nên là cái sự tu tập cũng vậy, phải đi từng bước. Chúng ta phải tu tập về giới trước. Giới rồi phải đến định và đến tuệ. Thành ra đó chúng ta phải hiểu biết. Nhưng mà có trong Bát Chánh Đạo thì Đức Phật lại đề cập cái phần tuệ trước. Nhưng mà cái tuệ này không thể phát sanh nếu mà không có giới, không có định. Cho nên á chúng ta phải biết tùy theo cái mức độ để mà chúng ta tu tập để phát triển, để đi đến cái sự tốt đẹp đó. Thì khi mà cái giới nó tăng thượng rồi đó, nó đủ sức cùng với năm chi phần khác đủ sức để mà diệt trừ tất cả những cái căn cội gốc rễ của phiền não thì gọi là gì, giới sát trừ. Giới sát trừ và lúc đó ở trong cái tâm của các bậc thánh nhân là luôn luôn lúc nào ba cái chi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này nó hiện diện thường xuyên đầy đủ. Cho nên là ba chi phần, ba cái giới phần này đó là đối với các cái tâm siêu thế là đi chung và luôn luôn nó có hiện diện đầy đủ với các cái chi phần khác để trở thành bát thánh đạo nha. Thì lúc đó cái giới nó trở thành tự động
À, đây, lúc đầu là gì? Lấy giới ngăn ngừa, à, phòng hộ. Nhưng mà đối với khi mà các vị thánh thì giới nó trở thành sát trừ, và luôn luôn nó trở thành tự động hiện diện ở trong tâm của các bậc thánh. À, cho nên á, là cái sự tu tập chúng ta phải đi từng bước, à, để chúng ta phát triển nỗ lực. À, từ lúc đầu là chúng ta phải tự nguyện, à, thọ trì, rồi phải gìn giữ, à, các cái học giới cho được trong sạch tốt đẹp với cái sự hỗ trợ của tàm quý. À, rồi chúng ta phát triển đến gì? Đến cái giới nó mạnh mẽ, à, bằng thượng giới, à, nó cao thượng, nó luôn luôn nó hiện diện, giống như là cái người chiến sĩ ở ngoài mặt trận, à, luôn luôn phải có những cái công cụ để mà đối trị với quân thù. À, thì ở đây là gì? Là cái vũ khí hoặc là cái khiên, cái mọc á, à, để chống đỡ, à, để đáp trả lại đối với quân thù. Cho nên đó là chúng ta lúc đầu phải phòng hộ, à, phải đề phòng sự tấn công của cái phiền não bên ngoài. À, đó, chúng ta phải có cái sự đối trị kịp thời, à, rồi chúng ta phát triển cái giới nó được tốt đẹp. Rồi khi mà cái giới nó tốt đẹp rồi, nó mới nâng đỡ cho cái sự tu tập, à, thiền định, thiền tuệ. Và nhờ có thiền định, thiền tuệ, à, phát triển một cách mạnh mẽ, à, định tăng thượng thì mới đưa đến tuệ. À, và khi mà tuệ tăng thượng rồi đó thì sao? Mới đủ sức để, à, chặt đứt, à, để đào bứng, à, diệt trừ tất cả mầm mống, à, gốc rễ của các cái phiền não. À, đó, cho nên á, chính vì điều đó mà chúng ta phải hiểu biết để từng bước, à, chúng ta tu tập để phát triển, à, đem đến một cái đời sống tốt đẹp. À, trong cái sự tu tập của chúng ta có sự tiến bộ, à, đem đến một cái lợi ích. À, thì cái vị mà có cái gìn giữ về cái giới tốt đẹp đó, thì mặc dù chúng ta chưa có đạt đến thánh đạo thánh quả, nhưng mà ít ra nó là một cái điều kiện căn bản tốt đẹp, à, để cho phát triển những cái chi phần về sau. Rồi sao? Ngay trong đời sống hiện tại thì cũng được, à, tất cả những người xung quanh, à, quý trọng, kính mến. À, cho nên đó, là chúng ta, à, phát triển từng bước các cái chi phần. À, những cái chi phần nào, à, chúng ta phải tu tập, à, phát triển trước để nhằm tạo nhân, à, để cho các cái chi phần, à, kế tiếp nó phát triển, à, nó sinh khởi. Thì, à, qua cái, à, hôm nay là chúng ta học về cái, à, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì, à, chi tiết về những cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này thì quý vị cũng đã học nhiều qua các cái bài học rồi. Ví dụ như chánh ngữ là chúng ta tu tập, à, gìn giữ cái chánh ngữ, à, cho được tốt đẹp, tránh xa những cái tà ngữ như là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, à, vô ích, à, chúng ta nói những cái điều lợi ích tốt đẹp, à, đem đến của sự thực hành, sự từ bỏ, à, nói về phương pháp tu tập, à, rồi chánh nghiệp là chúng ta tránh xa tạo những
cái ác nghiệp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, vân vân. À, rồi cái chánh mạng thì là cái sự nuôi chúng ta nuôi mạng một cách chân chánh, không có giết chóc để mà chúng ta ăn những cái đồ mà không có được tốt đẹp. Đó, sự nuôi mạng nhưng bằng những cái phương tiện nào nó đúng pháp, đem đến cái lợi ích, thì đó là những cái mà chúng ta phải hiểu biết để áp dụng vào trong cái đời sống của mình. Thì qua sự tìm hiểu của các bậc trưởng lão đã giảng dạy, hoặc là các cái kinh sách, và có một chút ít những cái hiểu biết, thì cũng xin chia sẻ, giải thích với quý vị về ba cái chi pháp thuộc về phần giới. Bây giờ xin cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Khang An, kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có thêm được những cái kiến thức, những cái hiểu biết để ta xác định trong cái sự tu tập, cái sự thực hành của mình theo lời dạy của Đức Phật, đi đúng hướng và đem đến cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại, cũng như hướng đến cái con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy Giá. Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Dhamma Giá, Nam Mô Sangha Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Pháp Thanh đã giảng dạy chúng con bài học rất là quý báu của ngày hôm nay. Và bây giờ kính thưa chư vị, bây giờ là tới phần mình có thể đặt câu hỏi để cho sư có thể trả lời trực tiếp với mình. Nguyên Như xin kính mời chư vị. Hôm nay ai là người xung phong lên hỏi trước? Không biết là anh Giang Nhật Hà hay là anh Calvin có thể đặt câu hỏi trước đây. Ai là người xung phong trước nè? Sa thú lành thay. Anh Giang có giơ tay được không hay là Ca Vinh trước vậy anh Giang? Thôi không có ai hỏi. Ồ chị Nhung, xa thú chị Nhung, em mời bàn tay của chị nha. Dạ thấy Nguyên Như mời nhiều quá không có ai lên. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con thưa sư, trong cái việc mà mình con nói về việc giữ giới, về giới, về khẩu nghiệp ạ, thì con thấy cái việc này đối với cuộc sống của cư sĩ tại gia chúng con, và nhất là đối với con, thì con thấy rất là khó ạ. Nhiều khi không phải mình nói dối, nhưng mà mình phải nói vòng qua một cái vòng qua một cái hướng khác để cho cái tình huống nó nhẹ đi. Chứ vì trong một gia đình mà nó có không có đồng về ý tưởng, nó không đồng về tôn giáo, nó không đồng về nói chung là nó không đồng về những cái suy nghĩ,
Thì khi mà ví dụ như là tránh sát sanh đi, ở gia đình con thì muốn ăn đồ tươi sống, nhưng mà khi mình biết đạo rồi thì mình lại không muốn như vậy. Thì ví dụ như con hoặc là chồng con nói là mua đồ tươi về, thì con nói cho nó ăn cho ngon, thì mình cũng nhận, nếu mà công nhận là ăn tươi thì nó ngon, nhưng mà bây giờ mình sợ thì mình không dám. Thì mấy đứa con thì nó nói được, nó hỏi tại sao, thì mình phải nói là mình không thích, chứ mình nói là ở đạo Phật bây giờ mình giữ giới, thì nó nói tại vì nó không cùng có đạo với mình nữa. Thì nó nói như vậy là mình làm việc mình, tức là chúng sanh sanh ra là để nuôi vật dưỡng nhân, thì nó là nó để nuôi mình, nhưng mà mình thì mình không nói như vậy được. Thì thành ra là mình phải nói là vòng quanh đi một cái chỗ khác, hoặc là mình không ăn. Thì như vậy nó tạo ra một cái không khí không tốt trong gia đình. Hoặc là khi một đứa con mà nó không nghe lời mình, nó làm một cái điều gì đó mà mình không vừa lòng, nếu mình nói ngay cái vấn đề đó, ví dụ như mình nói là nó cũng đi nói dối, thì mình nói là nếu mà như vậy thì không tốt, nhưng mà mình cũng không nói được như thế, mình cũng phải nói vòng quanh rồi để cho nó hiểu. Thì như vậy mình có phạm tội nói dối không thưa sư? Như vậy là nó có đủ chi không? Tại vì con cũng biết cái giới nói dối thì nó gồm có bốn chi, là mình không nói dối, không nói hai lưỡi, rồi không nói độc ác, không nói phù phiếm. Thì những cái chi khác thì mình có thể ở mức độ nào đó mình giữ được, nhưng riêng cái chi nói dối thì con thấy cái là bản thân con chưa làm tốt. Thì như vậy con phải làm sao thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư giúp con. Dạ con xin xuống mic, con kính tri ân sư và kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì thật sự ra đó, chúng ta trong sống ở đời, trong xã hội, trong gia đình, hay là trong cái nơi mà mình làm việc, mà mình giữ mà đúng cái chánh ngữ đó, thì nó rất là khó. Thành ra có những lúc á, chúng ta cũng phải ậm ừ, hoặc là chúng ta vòng quanh, chúng ta né tránh để chúng ta không có bị phạm giới. Thì khi mà mình phải hiểu chi pháp á, cái nói dối á, là chuyện gì, chuyện có thật mà mình nói là không có, thấy không? Thì mà mới là nói dối nha. Nhưng mà có những cái mình tránh né để gì, để không có phạm giới, không có đem lại cái điều tai hại cho chúng sanh khác, thấy không? Ví dụ như cái trường hợp bây giờ đó, cái vị sư đang ngồi thiền ở cạnh con đường, thì cái vị này đang ngồi thiền thì nghe một cái tiếng chạy vội vã chạy ngang qua, thì vị này biết là trước sau gì cũng có người khác và đi đến nữa, cho nên là cái vị này mới đứng lên, xả bỏ cái hoài nghi ngồi, bắt đầu đứng lên đi kinh hành. Đi kinh hành một lúc thì bắt đầu có những cái người họ đuổi theo, họ nói cái vị này hỏi gì chứ, nãy giờ ông có thấy ai chạy ngang qua đây không? Thì vị này mới nói là không, từ lúc mà nhớ nha, từ lúc mà tôi đi đến giờ thì tôi không thấy ai hết, nghe không? Tức là hồi nãy á, ngồi mình đang thì mình thấy có một người chạy qua, nhưng mà từ lúc mà đi cái đó là nó đã quá khứ trong cái quay nghe ngồi rồi. Khi mà mình đi, bắt đầu đi kinh hành cho tới cái đoàn người này chạy đuổi theo á, thì mình đâu có thấy ai, thấy không?
Thành ra đó, cái vị này nói như vậy, nó không phạm vào nói dối. À, rõ ràng tôi thấy là cái đó là hồi tôi ngồi, còn từ lúc tôi đi tới giờ thì tôi không thấy. Nha, đó. Cho nên á, là chúng ta phải hiểu biết. À, hoặc là một cái trường hợp, à, cái cô này cổ đi ngang qua, nhưng mà cổ nhìn cái vị sư này cổ cười, thì cái vị này phát triển cái niệm về cái xương, thì cái vị này đó thấy cái hàm răng trắng cho nên niệm xương 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 xương, thì không thấy cái người nữ, mà chỉ thấy là có một cái bộ xương đi qua thôi. À, một lúc sau thì ông chồng của cái cô này chạy theo đến gặp vị sư, hỏi chứ nãy giờ ông có thấy cái người phụ nữ mới đi ngang qua đây không? Cái vị này nói ông thấy, tôi chỉ thấy bộ xương nó đi ngang qua. À, cho nên khi mà cái vị này định tâm trên cái đề mục của mình là cái bộ xương, cái vị này không có phân biệt người nam người nữ gì hết, mà chỉ thấy là xương xương bộ xương. Cho nên cái vị này nói là cái bộ xương là nói về cái nhận thức, cái hiểu biết của mình trên đối tượng thôi. Thành ra vị này cũng không phải là nói. À, cho nên á, là tùy theo khi mà chúng ta vận dụng cái trí tuệ của mình. À, đó, như cô Hà nói là phải tác ý khéo léo. À, để gì? Để mình tránh phạm phải những cái giới nói dối. Và sao? Tránh phải để những cái sự khổ đau cho chúng sanh khác. À, cái trường hợp mà bây giờ cái ông kia là ăn trộm, nếu mà nói vậy á, thì người ta rượt theo, à, người ta bắt, người ta đánh đập kia nọ, thì cũng khổ cho cái chúng sanh đó. Mặc dù biết về cái nhân quả là cái ông này trước kia là cũng tạo những cái ác bất thiện nghiệp, cho nên là bây giờ cái quả nó đến. Nhưng mà thí dụ như á, mình bây giờ mình tránh, mình không liên can gì tới cái nghiệp quả của chúng sanh. À, để tự mỗi người, à, để mỗi chúng sanh mà trả nghiệp với nhau. À, còn lúc đầu mình không biết, mình can dự vô. À, thí dụ những cái cuộc cãi giả, những cuộc cãi giả vô tình mình ấy, rồi mình bắt đầu mình lý lẽ, à, để binh vực người này. À, nhưng sao có đôi lúc mình nói đúng chân lý, mình nói hợp lý đó, nhưng mà đó mình kết quan trái với bên kia. À, thành ra thôi tốt nhất là mình đừng có biện luận gì hết, mình để cho hai bên người ta nhân quả người ta trả với nhau. À, lúc đầu á mình thấy con rắn nó bắt con ếch, mình thấy tội nghiệp, à, mình muốn cứu con ếch, nhưng mà sao mình can thiệp vô, à, thì mình lại gây hoàn trái con rắn. Trời, nó làm mất cái bữa ăn của tôi. Trời, nó đói quá rồi, đói mà. À, tôi có miếng ăn mà bây giờ nó cũng lời nó dặn, nó đâu có biết là cái tâm từ mình cứu con ếch, mà con rắn nó nghĩ là mình lại dành miếng ăn của nó, thì nó là kết quan trái với mình. À, cho nên á, trong đời sống chúng ta phải khéo vận dụng. Có những điều kiện mà người ta bắt buộc mình phải nói. À, mặc dù cái tâm mình không muốn nói như vậy, nhưng mà bây giờ mình nói đúng sự thật á, thì sẽ tổn hại đến bản thân mình. À, hay là hoặc là những người xung quanh. À, thì cái hồi mà quý vị biết mà cái thời năm mà chín mấy á, cái vấn đề mà tạm trú tạm vắng ở chùa nó rất là khó. À, cho nên là
cái một nhóm mà chư tăng rồi tu nữ rồi hành giả rất là đông. Lúc đó là khoảng năm 94-95, cái khóa thiền đầu tiên ngài hòa thượng Kim Triệu về dạy ở Phước Sơn. Thì lúc đó đó sư mới được các vị chư tăng cử làm cái công việc là đi trình, đi trình cho chư tăng với tu nữ với hành giả tạm trú ở chùa Phước Sơn để hành thiền. Quý vị biết hồi đó cái khóa thiền có 7 ngày thôi đó, nhưng mà tại vì cái thời lúc đó nó còn khó khăn, cho nên đó là xin mà từ huyện lên tỉnh đó, rất là khó. Cho nên đó, ngày về ngày giảng mở khóa thiền đó, sáng thì ngày từ thành phố và đi lên Phước Sơn, xong rồi đó đến 4 giờ chiều đó, ngày phải về ở cái nhà của cái bà Phật tử ở thành phố á, ngày nghỉ, tại vì cái bà này làm cái lầu, cái lầu ba đó thì là thờ Phật, cho nên là ngày nghỉ ở trên đó. Còn chư tăng tu nữ hành giả thì ở lại Phước Sơn. Nhưng mà quý vị biết là xin như vậy thì nó rất là khó, tại vì lúc đó ngài từ nước ngoài về, cho nên là ở tỉnh nó cũng không dám cho phép, mà tỉnh không dám cho phép thì làm sao mà huyện nó dám cho phép, rồi xã sao nó dám cho phép. Cho nên là thôi, là ông tổ trưởng á, ổng có quyền cho phép, nhưng mà ổng chỉ cho được có 3 ngày thôi. Cho nên lập cái danh sách, rồi lấy cái chứng minh đó, sư giữ, rồi cứ đi lên ông tổ trưởng trình. Ông tổ trưởng nói nè, bây giờ bất cứ lúc nào mà hả có ai mà lại kiểm tra thì nói là mình đi giết chùa, mình mới tới thôi. Đó rồi 3 ngày thì bỏ cái giấy trước để trình tiếp cái giấy sau cho nó trọn 7 ngày. Bây giờ là ông tổ trưởng ổng phổ biến như vậy, rồi bây giờ mình về thì mình cũng có cái trách nhiệm là mình nói lại với chư tăng, với tu nữ, với hành giả là phải thống nhất nha. Bây giờ nếu mà có bất cứ mà cái ai mà đi đến kiểm tra thì mình nói là mình mới đến chùa, mình mới đến chùa mà mình tham quan niệm Phật rồi vậy thôi. Chứ còn hỏi mà nói hành thiền nó không biết hành thiền là gì á. Đó. Thành ra nói tham quan rồi niệm Phật vậy đó là thì biết. Đó. Rồi cái cô, có một cái cô tu nữ. Cổ nói bạch sư, nếu mà mình nói vậy mình phạm nói dối không? Đó thì trường hợp cũng giống như cô đó. Bây giờ mình đâu có nói thiệt được, mình phải nói giọng do để mà tránh đi cái tai hại. Bây giờ mình muốn tu tập, muốn hành thiền, chứ không có đem lại cái bất lợi gì cho ai đó, phải không? Nhưng do cái điều kiện hoàn cảnh nó bắt buộc, bây giờ cái nói này mình đâu muốn không, mình đâu muốn ấy đâu. Đó, bây giờ cái thời buổi nó dễ dàng rồi, người ta cho phép mình ở bao lâu cũng được. Thì bây giờ người ta hỏi mình nói tu lên đây tu hành thiện, không? Cho nên có những lúc cái điều kiện hoàn cảnh nó bắt buộc, chúng ta phải nói tránh né, nói vòng vo, nhưng mà cái này để gì? Để có sự an ổn mình tu tập, mình nói mà không có thiệt hại, không có gây khổ đau tai hại cho bất cứ một chúng sanh nào. Và cái này mình không có cố ý, không cố ý, bị như mình bị người ta bắt buộc phải nói như vậy mà. Đó thì quý vị thấy là cái trường hợp mà cái ông mà ông làm nghề, cái nghề của ổng là xử những cái người bị tội
không? Ổng là đao phủ thủ, ổng chém đầu ta hả? Nhưng mà sao, ổng có muốn không? Ổng đâu muốn. Nhưng bây giờ cái do cái chúng sanh này vi phạm vào cái điều luật đó à, rồi sao? Vua quan ra lệnh, vua quan ra lệnh ổng phải làm cái nhiệm vụ đó. Chứ trong cái đường tâm của ông ta, ông không có cố ý để mà sát hại. Thành ra đó, khi mà biết cái tâm ông ta đạo hối vậy, ngày ngày Sát Lợi Phất mới hỏi, hỏi cái công việc ông làm á, ông có cố ý ông giết không, hay là ông làm cái hành động của ông bị người khác xu khiến, đúng đó. Tại vì vua quán ra lệnh tôi phải làm thì tôi làm, chứ tôi không có muốn. Thành ra chúng ta phải hiểu cái cố ý là tạo nghiệp. Đức Phật dạy rõ vậy. Khi nào mà mình cố ý mình nói những lời không đúng, chuyện có mình nói không có, chuyện không có mình nói có, thì mới phạm cái giới là nói dối. Còn bây giờ á, mình không có ngoài cái sự ấy, bây giờ mình nói thật ra, nói đúng như vậy á, thì nó sẽ đem đến cái điều tai hại, gây khổ đau, gây quan trái, gây cái sự bất hòa kia nọ. Thành ra thôi bây giờ mình tránh né, mình nói vòng vo chút để cho nó có sự an ổn, thấy không? Thì cái này á là gì? Mình đâu cố ý mà nếu mà không cố ý thì không có tạo nghiệp. Chuyện có thật mà mình cố ý mình nói là không có, chuyện không có mà mình cố ý mình nói là có. Đó, chính cái cố ý này rồi bằng những cái dấu hiệu hoặc là cái thế nào đó để người ta hiểu sai cái điều đó thì mới phạm giới. Thành ra đó chúng ta phải hiểu như vậy. Có những lúc ở trong cái đời sống, trong gia đình, trong xã hội, trong hoàn cảnh, cái điều kiện nó bắt buộc mình. Cho nên là hồi xưa nhớ học mà trong một cái bài văn mà tả trong cái bài văn đó, hồi đó là khoảng lớp 3, lớp 4 gì đó, là tả người bạn của mình, người bạn, tả người bạn thân của mình, không? Thì cô giáo cổ cũng dạy cho mình dạy cho mình nói nó mé mé thôi, mình nói thẳng nói thật quá là đụng chạm, không? Thành ra cô giáo cũng dạy sao, phải không? Nếu mà bạn mình á mà mắt nó lé thì mình nói là bạn em mắt hơi bị lệch, chứ mà nói mà nó mắt bạn em nó lé xẹ là nó không có chịu, không? Còn nếu mà nó hơi thấp quá, nó lùn quá thì sao? Mình nói bạn em chiều cao hơi khiêm tốn, chứ đừng có nói nó lùn xỉn rồi đó là bắt đầu nó không có chịu, không? Thành ra đó có những cái mình chúng ta phải vận dụng với cái trí tuệ mình khéo léo, mình nói mé mé thôi. Ta nói không, tục ngữ ta nói hả, thẳng thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Mình thẳng quá, thẳng thắn quá, chân thật quá cũng khổ luôn. Thành ra có những lúc mình phải chiều theo cái chuyện, cái hoàn cảnh nó bắt buộc. Thì chỉ có trừ ra các vị Bồ Tát thôi, là lúc đó là cái các ngài gọi là giới cao thượng đó, thì bây giờ dứt khoát có thì nói có, không nó không, không có dòng dò tránh né rồi đó. Dù cho có thiệt hại đến bản thân, thiệt hại đến cái tài sản, dù cho mất mạng, thì các ngài
cũng nói cái đúng là đúng cái sự thật, đúng chân lý nha. Đó, chỉ có các cái vị Bồ Tát mới có thể. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn phàm nhân, và chúng ta còn ở trong những cái môi trường nó chưa có được hoàn hảo tốt đẹp, thành ra đó chúng ta cũng phải vận dụng trí tuệ. Những cái lúc nào mà mình nói đúng sự thật, với những đối tượng nào mình sẽ nói đúng sự thật, còn đối với những đối tượng nào thì mình cũng phải dòng do, rồi phải nói mấy mấy thôi ha. Đó, thành ra mà cái điều này là nhá, mình không cố ý nói như vậy cho nên á, mình nói như thế nào để đem đến cái sự an ổn tốt đẹp cho bản thân, cũng cho như những cái đối tượng xung quanh, để không có gây ra những cái tai hại, những cái không tốt đẹp cho người khác. Và những cái nói điều này đó là chúng ta hoàn toàn không có cố ý, nhưng mà mình cũng không nên mà vận dụng trong các trường hợp để mà mình ở trong kinh thì Đức Phật nói sao, trường uống như con lươn, thì cũng tùy theo điều kiện hoàn cảnh để chúng ta vận dụng, để chúng ta nói như thế nào đó để chúng ta không có phạm giới nói dối. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam Mô Bụt Đà Giá. Dạ, xin lỗi Tịnh Tâm cho mình, tại sẵn là mình nói hơn, xin lỗi Tịnh Tâm. Dạ, con kính thưa sư. Dạ, con cũng biết là như Hà nói là mình phải tác ý khéo. Dạ, con rất là đồng ý mình phải tác ý khéo. Nhưng mà như vậy rõ ràng là mình phạm giới, là mình cũng không nói thật. Dạ. Nhưng có những trường hợp như con khó xử như vậy này, con thấy là con cố ý chứ không phải là con tác ý khéo nữa. Ví dụ như ông chồng con không con đi chùa, nhưng mà con lại rất thích đi chùa. Thành ra có khi thì con đi xong rồi ông hỏi con đi đâu vậy, thì con nói là con đi đằng này một chút, cái đó con cố ý con nói. Thì cũng may là con ông không phát hiện, chứ mà nếu mà ông phát hiện con đi chùa thì rõ ràng là như vậy là không thật, thật là nguy hiểm cho con quá. Thì ông cũng không biết, nhưng mà thấy rõ ràng là con cố ý, mà con cũng không biết làm sao để con tác ý khéo. Vì trí của chúng con, trí của con là trí tệ chứ không phải trí tuệ. Con không có thể nào mà ngay cái lúc người ta hỏi như vậy mà mình khéo léo mà mình có thể mình nói một cái nào đó mà nó tốt hơn. Thì con chỉ biết nói con đi đằng này một chút thôi. Thế như vậy thì con cũng không biết làm sao, thưa sư. Con cũng rất là sợ là vì hoàn cảnh mình phải nói theo tránh né kiểu này kiểu khác, rồi sau đó mình lợi dụng cái hoàn cảnh nó thành cái nếp. Con cũng rất là sợ điều đó. Dạ, con kính thỉnh sư, giờ con phải làm sao? Dạ, nếu mà trong trường hợp con thích làm cái điều đó, ví dụ như con thích đi chùa, con thích học pháp, nhưng mà gia đình con không thích, thì như vậy con phải làm sao? Mà nếu mà con nói thật ra thì gia đình con sẽ có chuyện lớn, thì con phải làm sao? Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Dạ, con xin hết ạ. Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Tham Mài Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Thì bây giờ cái sự việc nó có xảy ra không? Có. Cô có đi không? Có. Nhưng mà thay vì mình nói đi chùa thì mình nói đi đằng này. Đi đằng này, ổng chỉ biết là đi đằng này là có công chuyện đi vậy thôi, chứ ổng đâu có biết là đi chùa, thấy không? Còn nếu bây giờ á, mà mình nói đúng sự thật thì cái sự mà tu tập của cô, những cái thiện pháp của cô á, nó bị cản trở, nó bị cái chướng ngại, rồi ở không phải vì cái sự tu tập các cái thiện pháp của mình không, mà ở trong gia đình nó sinh ra những cái bất hòa nữa, phải không?
cái trường hợp mà đi chùa mà phải tránh né mấy ông chồng là rất nhiều đó, chứ không phải không riêng mình cô đâu. Nhưng mà mình biết, mình chấp nhận, thà là mình biết mình tránh né, nhưng mà cái này nó cũng không đến nỗi là phạm giới. Tại vì ông hỏi mình đi đâu, mình nói là mình đi đằng này, mình chấp nhận là cái hành động nó có diễn ra, mình có đi, nhưng mà mình chỉ dừng lại đi đằng này thôi, chứ không nói là đi chùa. Đi đằng này có thể là đi mua đồ, đi thăm bạn bè, đi thăm người thân gì đó, thấy không? Thì mình lấp lửng vậy đó. Nhưng mà trong tâm mình nó cũng ái náy. Nếu mà mình nhìn thẳng thì mình nói mình phạm giới, chứ sự thật ra nó cũng không có gì là phạm. Mình chấp nhận là mình có đi, đi đằng này vậy thôi. Đừng nào mà ổng tra gạn, ổng không đi đằng này là đi nào, đi chỗ nào, mà mình đi chùa mà mình nói đi chợ là cái đó sai sự thật hoàn toàn rồi đó. Không? Hoặc là mình đi chùa mà mình nói lợi thăm bạn, thăm đồ này kia nọ thì cũng sai nữa. Không? Ví dụ còn cái trường hợp mà bây giờ mình đi chùa nhưng mà mình nói đi chùa thăm lợi thăm ông thầy gì đó, ông thầy thì ổng tưởng là ông thầy dạy học cái gì, ổng không có nổi sân lên, thấy không? Thì cũng giống như đó, mình phải có những lúc mà mình phải né tránh, mình né tránh để cho cái công việc này nó được an ổn, được tốt đẹp, cái thiện pháp của mình không bị cản trở, cái sự bất hòa ở trong gia đình nó không có xảy ra. Thì giống như xin nói là cái trường hợp này á, người ta nói là sao, trường hợp bất khả kháng hay là trường hợp bất đắc dĩ. Bây giờ cái tình thế bắt buộc mình phải cố mình né tránh để cái diễn tiến nó cho được tốt đẹp. Và cái này mình cũng không phải là mình cố ý mình nói dối để mà gây thiệt hại, gây tổn hại gì cho người khác. Đó, cho nên á là chúng ta phải hiểu biết như vậy để chúng ta có những lúc mình cũng né tránh, rồi mình cũng quanh co để cho cái thiện pháp nó được phát triển và cái an ổn nó có được tốt đẹp. Thì cũng xin giải thích cho cô Kim Nhung. Nhưng mà cái trường hợp này từ từ mình cũng có khi mình khuyến quá, nếu mà mình cảm thấy mà mình bữa nào ổng vui vẻ đó, mình dẫn ổng đi chùa để cho ổng biết vậy đó, ổng diệt trừ được những cái hoài nghi đôi khi thế này thế khác, thì có nhiều khi ổng cũng chuyển tâm chuyển ý. Hoặc là những cái lúc mà mình làm phước á, mình hồi hướng cho ổng, hồi hướng mình chia phước cho ổng, mình rải tâm tư để từ từ mình chuyển qua để mà mình được tốt đẹp hơn, mình gìn giữ cái giới mình nó được trọn vẹn tốt đẹp hơn. Chứ còn nhiều khi mình quanh co thì trong tâm mình cũng ái náy hay là hoặc là nó cũng bị ô nhiễm, chứ còn đến nỗi mà phạm giới thì chưa phạm, nhưng mình cũng nói chưa đúng, chưa hoàn toàn đúng cái sự thật, chưa hoàn toàn đúng chân lý. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe an vui.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu. Dạ, kính thưa Sư, Sư cho con xin hỏi qua cái bài bài học về giới thì ba cái chi pháp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì con xin sư giảng cho con thêm là cái tập quan trọng của ba cái chi pháp này và cái sự lợi ích khi mà một cái hành giả sơ cơ hành thiền, tu tập hành thiền à. Dạ con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì khi mà chúng ta phát triển ba cái sở hữu giới phần thì chúng ta làm cho cái tâm mình nó được an tịnh. Giống như khi mà chúng ta trồng một cái cây chúng ta trồng một cây thì cái gốc nó phải vững vàng. Nếu mà cái vị hành giả mà bước vào thiền tập mà nếu mà cái giới mình không được trong sạch thì sao, cái tâm nó không có đi đến định được. Thì trong thiền định cũng vậy, thì quý vị thấy rằng á phải gì phát triển ly dục, ly các ác bất thiện pháp đó, thì nhờ có cái sự nỗ lực gìn giữ giới mình mới ly dục ly ác bất thiện pháp. Thì khi mà ly dục ly ác thiện pháp rồi đó, mình tu tập mình nó mới đi đến định, thấy không? Đó. Còn nếu mà một cái vị hành giả mà tu tập thiền tuệ đó, hiểu vậy, nếu mà chúng ta trong đời sống, trong sinh hoạt, nếu mà chúng ta không cẩn trọng gìn giữ giới đó, thì không, khi chúng ta đi vào tu tập khi chúng ta thực tập thì sao, cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó bị dao động, nó trạo hối bởi những cái bất thiện mình đã là lỡ phạm hay là cố ý phạm. Lúc đó cái tâm nó trạo hối, nó ăn năn về những cái ác bất thiện pháp lỡ phạm. Đó. Cho nên đó, trong đời sống trước khi mà mình bước vào cái thực tập thực hành là mình phải giữ giới. Bởi mới nói là giới là cái căn bản, cái nền tảng. Giới mới năng sanh định, định thì mới năng sanh tuệ. Đó. Thành ra cái giới nó là cái nền tảng, nó là nhân. Cái nền tảng có vững vàng kiên cố thì bắt đầu mới phát triển những cái tiếp theo. Còn nếu mà cái nền tảng nó yếu, nó không vững thì không thể nào phát triển những cái kế tiếp được. Cho nên á là trong kinh thì Đức Phật mới dạy là luôn luôn chúng ta phải thu lục thúc lục căn, chúng ta phải kiểm soát cái ý nghiệp của mình. Rồi bất cứ lúc nào, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ngồi, trong khi đi kinh hành, trong khi tọa thiền, trong khi sinh hoạt, chúng ta phải cẩn trọng xem xét cái ý nghiệp của mình. Nếu mà trong sinh hoạt mà chúng ta không kiểm soát thì sao? Thì khi mà chúng ta tọa thiền thì sao? Cái tâm mình nó không có an trú được ở trên đối tượng, nó không định đó. Mà nếu mà cái tâm mình nó cứ trạo hối
nó rung động, nó chạy lăn xăng đầu kia hoài, nó không định thì sao mà có tuệ được. Cho nên đó là cái điều quan trọng là như vậy. Trong đời sống chúng ta phải cố gắng nỗ lực gìn giữ cái giới cho được tốt đẹp. Rồi nhờ có cái giới tốt đẹp rồi đó thì chúng ta tu tập mới đạt được nhiều cái kết quả, cái lợi ích tốt đẹp. Chúng ta mới có được những cái kinh nghiệm, có được những cái trí tuệ, hoặc là vị hành giả mà tu tập thiền thiền chỉ thiền định thì vị này sẽ có thể đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì vì lý do đó đó mà cái giới là nó quan trọng, và nó là cái nền tảng để phát triển những cái pháp cao hơn. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Tịnh Tâm, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, cô Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, kính Sư Pháp Thanh. Dạ, con có một cái câu hỏi ạ. Dạ, kính thưa Sư, khi mà Sư nói về giới, ngũ giới, thì con có một cái thắc mắc, tại vì hồi weekend con có gặp một cái người em họ, thì cái cô đó là cổ nói là ông chồng cổ á thì chuyên mua đồ sống về cho cổ nấu ăn, nhưng mà cổ không muốn, nhưng mà cổ cũng phải làm. Thì nếu mà như vậy á thì cô đó có phạm vào cái tội sát sanh không sư? Rồi mình phải làm thế nào để mình tránh né những cái việc đó? Tại vì theo như con nghĩ á thì cái đó là mình cũng phạm vào cái sát sanh rồi. Rồi nhưng mà có một người bạn đạo thì nghĩ là cô đó không phạm vào tội sát sanh, cổ cũng có tâm từ để cô độ, và hy vọng cái gia đình cũng như chồng cổ phải thay đổi đó. Thì con kính xin sư có thể chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn, để mà mình có cái cách nào để mình có thể con có thể chia sẻ với cousin của con ạ. Dạ, con kính tri ân sư, con kính dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Thì có những lúc mình gặp những cái trường hợp khó xử như vậy đó. Tại vì cái quan niệm của người đời á, quan niệm của người đời á là sao? Những con vật nào mà nó còn tươi, nó còn sống, ăn nó mới ngon. Đó. Cho nên á là trường hợp giống như cô Kim Nhung cũng vậy, hay là hoặc là cô Nguyên Trang, là ở trong gia đình á, có nhiều khi mình mua những cái con vật mà nó chết rồi á, mình làm á, người ta nói là ăn không ngon đó. Cho nên á là có nhiều lúc á, hồi đó mấy sư ở trên chùa Tứ Phương Tăng á, rồi mới nói với cái nhờ những cái người Phật tử ta đi ta mang cho, có nhiều khi không phải là Phật tử đó, những cái nhà mà quen á, bây hồi đó ở chùa cũng có hậu tăng, cho nên sư trụ trì á, ổng cứ ra bữa nay có nhờ mấy cái nhà mà gần gần quanh chùa đó, hảo ngày nào họ có đi chợ thì gửi nhờ người ta mua thức ăn giùm. Thì mới nói với mấy cô này á là mua những cái con vật nào mà nó chết rồi á, đừng có mua mấy con nào mà nó còn sống. Cho nên là mấy cái cô này á cũng ra chợ cũng mua,
cổ mua rồi cổ mới nói với người ta đó, là mấy ông sư cũng dặn là mua đồ mua mấy con cá rồi nó chết rồi á, thành ra người ta nói là mấy mấy người này đạo cái đạo mà ăn đồ chết. Không? Đó, còn người ta không biết, còn người ta mua mua đồ sống mà. Đó, cho nên mình cũng cũng né. Rồi cái trường hợp á, mà bây giờ mình bị bắt buộc, đó, cái cô này đó, mình giải thích, cô Nguyên Trang giải thích cho cái cô này á, là bây giờ á, cô có muốn giết cái con này không? Hay là cô giết nó vì cái sự bắt buộc, cái sự sai khiến của người khác? À, đó, cái điều quan trọng là cái cố ý. Ha, mình chỉ làm cái bổn phận bây giờ bắt buộc mình phải làm. Đó, cái trường hợp mà cái ông đau đau phủ thủ năm đồng đó, ổng chém đầu mấy cái người mà tội nhân, ổng có vui thích không? Ổng có thích thú khi mà làm cái hành động đó không? À, rồi hay là ổng làm vì cái sự xui khiến bắt buộc của người khác? À, đó mình phải 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 hiểu như vậy đó. Thì khi mà mình không có cái sự vui thích, à, không có vui thích, không có cố, không có cố ý, thì mình không có tạo nghiệp. Thấy không? Đó, cái trường hợp nè, cái trường hợp cái cô nữ này, cổ đắc tu đồ quần rồi đó, nhưng mà vì cái duyên nghiệp, cổ ông chồng cổ làm nghề thợ săn, mà giờ cổ khuyên ngăn hoài không được, tại vì ông chồng cổ hồi đó giờ ngày đi săn thú quen rồi, bây giờ biểu ông đi làm nghề khác ông chịu. À, đó, thành ra sao, sáng nào cũng vậy, cổ phải sắp xếp cung tên để cho ông chồng cổ làm việc, thấy không? Đó, người ta nói mới nói như vậy là cái cô này cổ phạm giới, cổ phạm giới. À, cổ sắp xếp cung tên cho ông chồng, không có, cổ chỉ làm cái bổn phận của người vợ, à, để sắp xếp công việc cho ông chồng thôi. À, chứ cổ cũng không quan hỷ với cái nghề nghiệp của ông chồng. À, cổ làm gì cái sự sai khiến bắt buộc của ông chồng. À, bà mỗi ngày sáng bà phải chuẩn bị thế này để cho tôi làm việc. À, chẳng hạn như bây giờ cái người nông dân ấy, khi mà họ ra họ cày ruộng, họ cuốc đất, thì cũng có khi nhiều chúng sanh cũng bị chết chóc, tổn hại, khổ đau. Như vậy bây giờ người vợ giờ ông chồng bắt phải sắp đặt cài cuốc cho ổng để ổng đi làm việc. Đó, bây giờ mình chỉ làm cái bổn phận của mình, còn ổng cố ý không làm cái đó ổng mới tạo nghiệp, chứ mình có suối. À, mình cũng không quan hỷ với cái vấn đề mà gây tổn hại cho sanh khác, là mình không có ma, không có mấy, phải không? Thì mình học trong giới này, cố ý giết, ráng sức giết. À, đó, còn cái này á, mình nhìn lại phản tỉnh trong tâm mình không có, hoàn toàn không có cố ý. Bây giờ mình bị người khác sai khiến bắt buộc, à, mình phải làm như vậy. Đó, thành ra cái điều này á, phạm giới không phạm giới, chúng ta phải nắm vững những cái chi pháp, những chi pháp nào là đem đến cái sự phạm giới, những chi pháp nào là nó không có phạm, thấy không? Đó, cho nên là khi mà mình học mình phải tìm hiểu cho kỹ thì mình không có cái sự hoài nghi.
Đó, thành ra quý vị mới thấy rằng á, đối với cái sát sanh mà làm với cái tâm mà vô trợ mã thì cái quả nó nặng hơn, nè cái quả nó nặng hơn, à cái ác nghiệp nó sâu hơn. Còn nếu mà mình làm với cái tâm hỗ trợ, sự bắt buộc xui khiến của người khác thì dù có phạm nó cũng nhẹ hơn. Bất quá là mình chỉ bị cộng nghiệp là bị ấy thôi, chứ mình không phải, không có cố. Thành ra trong hình lực cũng vậy, cái tội mà mưu sát nè, tức là cái giết chóc mà mình có sắp xếp, có chủ động để mà mình làm thì nó nặng hơn. Còn cái tội ngộ sát bây giờ nó, họ muốn giết mình, họ gây tổn hại cho mình, nhưng mà mình phản kháng lại để mình chống đỡ, mình chống đỡ để mình bảo toàn cái sinh mạng của mình, mà mình lỡ mình phạm thì cái tội đó nó cũng vẫn nhẹ hơn đó. Thành ra khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta chọn cái giải pháp nào nhẹ hơn. Thí dụ như cái người mà họ không biết, đó là cái quan nóng, họ chấp vô thì coi như họ bị phỏng nặng hơn. Còn nếu bây giờ mình biết đó là cái cục than nóng, bây giờ người ta bắt buộc và xui khiến mình bây giờ phải bóc vô, không bóc vô là tôi giết mà chết. Nhưng mà bây giờ mình bóc, mình cũng gì, mình chỉ nắm hai ngón tay thôi thì mình phỏng, nhưng mà phỏng cái mức cái tổn hại nó ít hơn. Còn cái người mà không biết, họ chụp là cả năm cái ngón tay vô cục than thì họ bị phỏng nhiều hơn. Thì cũng vậy, cái sự cố ý mạnh mẽ vô trợ thì cái quả nó sẽ nặng hơn, sâu hơn. Còn cái hỗ trợ thì một là nó có thể bị cộng nghiệp, hay là nó chỉ ô nhiễm thôi. Thành ra mình cũng giải thích từ từ cho cái cô đó hiểu vậy đó. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Trang. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, đạo huynh xin tràng, dạ, kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ sư thanh cùng tất cả quý vị tín nữ trong đạo tràng. Lâu lắm vì bộ cái chung này mà rối rối hết trẻ, không biết hôm nay gì. Dạ, cũng rất là hân hạnh đứng của sư Pháp Thanh. Dạ, tại ra trang là nói về sáu một cái câu chuyện như thế này có thật. Sư giải giùm cho. Thật ra thì đạo huynh cũng có câu trả lời, là mình thật ra muốn biết từ cái quan niệm Phật giáo. Đây cũng 20 năm về trước, tôi sư đạo huynh ở cái tiểu bang Georgia, mưa nhiều lắm sư, thưa sư, rừng cũng nhiều nữa. Đạo huynh có cái căn nhà đó, người ta phá rừng cắt lên, vừa cắt xong thì dọn vô thì sư biết mấy con rít á, con rít rồi bọt chạp rồi nó mới những cái hở nó bò ra, mà con nào nó to lắm, sư nó to như cái ngón tì út vậy đó, nó bò rất là lẹ, mấy con rít á, thưa sư, rồi bọt chạp nữa, con nào nó to như cái con chuồng nhỏ vậy. Thì thật ra đạo huynh cũng muốn giết đó, nhưng mà phản ứng là nếu mà mình giết là đêm nay ngủ không được, thưa sư, chắc chắn như vậy. Dạ, nó bò, không biết nó bò đâu, nó sẽ cắn mình đó. Thành tử trong thứ buộc phải đập chết nó liền, đập cái bóp, mà nó ra thường xuyên, thưa sư, thành
Nói đúng ra thì mình cũng thiệt có thiệt, nhưng mà nếu mình không giết nó thì nó không tránh mình. Thành thử trong những trường hợp như vậy đó thì mình có cách gì mình an ủi cái tâm mình cho nó được yên ổn thôi chứ. Chứ không thì, có thể là mang cái tội sát sinh. Thì xin sư hoan hỷ giải thích dùm cho những cái đó. Nhưng mà trong cái thế buộc phải tự vệ thôi. Thành thử mình có cách nào mình len lỗi mình tánh đi cái tội sát sinh không? Mình vẫn đang tăng tội sát sinh. Thật ra thì thưa sư, mấy con đó nó bao nhiêu đất rồi, nó bỏ bắt nó ra không kịp đâu. Thành tử bắt buộc phải đập liền. Một lần nữa xin cảm ơn sư, và hân hạnh rất được nghe cái room hiện của sư hôm nay. Đạo huynh xin nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Lâu lắm rồi mới mới nghe lại đạo huynh ha. Thì sự thật ra đó là cái này á, nó là cái quân tập từ quá khứ nhiều đời nhiều kiếp rồi xong nó là một cái phản xạ tự nhiên ở trong đời sống. Bây giờ nếu mà mình không có giết nó thì nó sẽ gây làm tổn hại khổ đau cho mình. Cái này là một cái phản ứng tự nhiên của bản năng. Thì đối với tất cả phàm nhân ở trong đời sống, trong xã hội là thường thường là chúng ta sống theo bản năng nhiều. Khi nào mà chúng ta có cái sự hiểu biết, chúng ta phát triển với trí tuệ để khi mà cái trí tuệ sáng suốt rồi đó, nó hành động theo cái hiểu biết, cái trí tuệ nó phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Chỉ có khi nào có trí tuệ thì chúng ta sẽ làm theo những cái điều lợi ích tốt đẹp. Chứ còn đa phần cái phàm nhân ở trong đời sống thì chúng ta sống theo bản năng nhiều. Bởi vậy người ta mới nói sao? Con mà người, không? Nó hai phần. Con tức là một chúng sanh, chúng sanh chỉ là có thức tánh nhưng mà chưa chắc là có trí tuệ. Còn người thì quý vị biết rằng người là cái gì? Là một động vật cao cấp hơn. Đó, người thì phải phân biệt được điều đúng điều sai, điều thiện điều bất thiện. Cho nên á, là nếu mà trong đời sống khi nào mà chúng ta làm việc nói theo bản năng là con, mà nếu mà chúng ta làm việc nói năng theo trí tuệ thì lúc đó mới là người. Cho nên á, mình phải hiểu biết vậy, mình sửa đổi mình sửa đổi dần dần. Thay vì bây giờ mình để bảo toàn cái sự an ổn cho mình giết nó, bây giờ mình nghĩ sự thật ra nó vô chứ nó cũng chưa có giết, nó cũng chưa có làm hại gì mình. Mình có thể mình dùng cái khăn hay là hoặc một cái gì đó, miếng giấy hay là một miếng vải gì đó, mình chụp nó xong cái mình đem mình vứt nó ra ngoài cho thật xa. Đó thì hồi lúc mà sư ở trên Sa Trạch á, quý vị biết là cái chùa cũng ở đất mà xung quanh hồi xưa nó là rừng, rồi sau này á thì người ta phá rừng đi, người ta trồng cao su. Trời ơi, bồ cạp cũng dữ lắm, coi như là
mà mình không khéo là nó làm cho mình phát. Sư cũng bị chích hoài. Thậm chí phải không, thậm chí là quý vị biết là có như mình vô tụng kinh thì mình vô mình để đôi dép ở ngoài, mà lúc đó chưa có điện, nó tối thui à, nó chơi nằm vô trong cái đôi dép của mình à. vừa tụng kinh vừa xong sợ cái mang đôi dép vô thì nó quất vô chân một phát à. Rồi sao cái bắt đầu phải sắm cái đèn pin trước khi mà mang đôi dép mà rọi vô, còn mà trước khi mà ngồi tụng kinh á là mình phải coi chừng à, coi chừng cái dưới cái tọa cụ rồi mình có không. Có nhiều lúc á nó mình ngồi tụng kinh á nó chạy ngang quá, mới vừa vô ngồi tụng kinh mấy câu là con rít á ở bên này nó chạy qua dách bên kia à, hoặc là con bù cạp nó chạy từ bên này nó chạy ngang qua bên kia thì thôi, nó không có đụng tới mình thì thôi mình cũng đừng có gây hại nó. Rồi nó chạy qua bên kia xong rồi một lát á nó chạy nó qua à, thành ra mình từ từ mình sửa đổi dần à, thì mình lấy dùng cách nào đó không mà không có gây tổn hại cho nó. Và nếu mà nói chung chứ không phải một chục lần mà nó xuất hiện mà nó chích mình, nó gây tổn hại, nó cắn mình à, thành ra mình biết để từ từ mình sửa đổi à, từng bước à, để mà mình sửa đổi cái những cái bản năng à, mình sống với trí tuệ à, thì sẽ đem đến cái điều tốt đẹp à, và sao mình giảm thiểu tạo được những cái ác bất thiện pháp mà tránh xa những cái tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nó bất thiện à, thì bây giờ sao mình sửa đổi, tu là chỗ đó đó, tu là sửa những gì trước đây mình không hiểu biết à, mình gây tổn hại cho chúng sanh khác mà mình gieo những cái nhân xấu thì bây giờ mình sửa à, mình không gây tổn hại cho chúng sanh khác, mình gieo những cái hạt giống thiện lành, những cái thiện nghiệp, những cái ý tác ý tốt đẹp à, xin chúc đạo huynh à, nhiều sức khỏe an vui à, và à, hãy mà khi nào mà rảnh thì thỉnh thoảng vô sinh hoạt nhiều hơn à, và thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, và chúc tất cả chư đại đức tăng pháp thể căn ngang, chúc quý tu nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin một lần nữa thay mặt đạo tràng kính tri ân sư pháp Thanh đã bỏ thời gian để đến với lớp học của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. Dạ con thấy sư Thanh Thanh không còn ở trước máy. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn đến đạo tràng. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sadaso thi phavantu te
Ovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa thamma nupavi nasada sothi pavantu te. Ovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nupavi nasada sothi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả phải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ Nguyên Như xin mời kinh chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng tới chúng sanh ạ. Yang kinh chi ku sa la kam mang kan tam bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye san ta san ni no an ti ye cha san ta a san ni no ka tang puan ya pha lang me hang sam be pha gi pha wan tu te Ye tăng ca tăng su vi đi tăng định năng puôn nhà pha lăng ma ya ye cha tăng tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni vệ đa dung sam bê lô cam hi ye san ta chi văn ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti Ti đằng nô nha, ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng nô nha, ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng nô nha, ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng quá tám mê buồn nhằng à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng hướng thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ ba và cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được học một lần nữa về 37 phẩm trừ đạo với sư phụ Pháp Thanh. Và Nguyên Như trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.